Bây giờ con gái lớn con thích màu gì? Con thích màu hồng luôn á? Ok rồi. Con thấy con lấy màu xanh hay con lấy màu hồng? Con lấy màu hồng luôn á? Bây giờ hai người chọn màu hồng luôn thì sao được ta? À, hai người chọn màu hồng luôn rồi. Đây 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 để chú để đây cho nó mát nhá. À, chú để đây cho mát. Đưa đi vào cầm con dao đây cho chú để chú cắt cái này ra cho. Đi này. Hả? Con có xem bốn bánh luôn hả? Thế rồi. Là con quyết định là con lấy màu hồng đúng không? Quyết định lấy màu hồng gì? Ok không? Đâu để chúng ta đi em xuống được không? Chú hàng cái yên xuống nữa nha. Đó. Sao thấp nữa. Rồi từ từ để chú xoay cái này cho chặt này đã đây à. Rồi từ từ. Từ 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 từ. Má đừng cũng đừng luôn mà. Phố phố lên đây chạy thử cây ơi rồi. Đâu rồi, con dao đâu rồi? Con vào lấy con dao nhỏ quá. Con vào lấy con dao nhỏ đây. Thích không? Ừ. Thằng phút nó hết á. Ừ. Nếu con thích không? Ừ. Ừ, từ 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 từ. Dơ quá à. Không. Nhìn cái chó này vậy không hả? Xin chào tất cả quý vị, thì ngày hôm nay Thắng quay trở lại đây để mua cho hai bé lớn con của anh Vũ cũng như là chị Hằng hai chiếc xe đây, cũng là cái ý kiến của anh John, một trong những mạnh thường quân đã giúp cho vợ chồng của anh Vũ sửa lại cái căn nhà này. Thì khi mà thấy hai bé đi học rồi xe cộ không có, thì được biết cái điều đó anh đã nhắn nhủ và nói Thắng là đi mua cho bé gái lớn này một chiếc để đi học. Bên cạnh đó thì là bé thứ hai này cũng một cái. Mọi người thấy rằng là hai cái xe này thì với bé lớn ấy thì hợp hơn, nhưng mà bé út thì có vẻ là hơi bự. Nhưng mà Thắng cứ suy đi tính lại đấy, nếu mà mua cái nhỏ thì bé đi được một năm thì năm sau bé lớn nên thì cái xe đó cũng không còn sử dụng nữa. Cho nên là Thắng đã quyết định mua cái này luôn để mai mốt bé có đi học gì thì bé lấy bé đi, mình có thể xài được vài năm luôn. Đó. Tại vì cái xe này thì 10 tuổi đến 12 tuổi vẫn có thể đi được. Ừ. Thôi con gái, có thích không? Ừ. Đấy, đây mọi người thấy nhìn là biết bé thích màu hồng rồi. Bàn học cũng đòi màu hồng, xe cũng thích màu hồng. Đấy, mặc đồ hôm nay cũng màu hồng luôn, rất hợp với cái xe. À, rồi còn con, chị cả trong nhà, con thích màu xanh không? Ừ, như lúc đầu con cũng thích màu hồng đúng không? Nhưng mà thấy em của mình thích màu hồng hơn nên con nhường phải không? Ừ. Rồi con là con biết đi chưa? Dạ. Biết đi rồi hả? Đây chú nói này, khi mà ai hỏi gì ấy là con phải dạ. Thấy không? Dạ vâng, xong mình mới trả lời nhá. Không được trả lời trống không nhá. Ừ. Rồi thế là biết đi rồi, thế bây giờ ấy, mình chịu khó đi cho nó quen đi. Rồi sau này có thể là tự đạp xe tới trường được. Con học ở ngoài đầu đường này đúng không? Hay là học ở chỗ nào? Hả? Cậu sáng. Ờ. Thì, nếu mà bình thường ấy, bây giờ ví dụ mà ba mẹ bận ấy, con có thể là đạp xe đi học được không? Hả? Được. Nói lớn lên con. Dạ được. Dạ được hả? Ờ. Con có muốn gửi lời cảm ơn gì bác John không? Cũng như là bác Tường và các cô chú ở trong nhóm Mạnh Thường Quân hướng về quê hương đó. Con có muốn cảm ơn gì không? Có. Ừ, con nói lớn lên nào. Rồi con cảm ơn gì các cô chú nào? Con cảm ơn gì là các cô chú. Bây giờ con phải hứa là con chịu khó học, rồi ngoan. Khi nào rảnh đấy con về thì có thể là trông em phụ mẹ nhá. Dạ. Ừ. Rồi con nói lớn lên đi, con hứa đi. Con hứa con học giỏi. Ừ.
rảnh thì con về giữa em phụ mẹ. Thế hả? Dạ. Rồi năm nay con được giấy khen chưa? Chưa. Chưa được à? Rồi cố gắng lên nhá, để được giấy khen nhá. Nếu mà con học giỏi ấy là bác John sẽ tặng cho con những cái món quà khác nữa nha, nên là phải cố gắng lên. Và khi mà con học giỏi thì chắc chắn là con sẽ có những cái phần thưởng xứng đáng hơn. Tại vì bác John nói với chú ấy là rất là thương tụi con. Đó, mong sao là tụi con sẽ phải thực hiện được đúng những cái lời hứa của mình, như là con mới nói đấy. Con phải học giỏi, ngoan, đặc biệt là con phải học. Công việc của con bây giờ là học, không được ham chơi ha. Rồi thì mai mốt đấy thì khi mà con lớn lên rồi con có công việc nè, rồi con có thể đi con đi làm kiếm tiền để phụ giúp cho ba mẹ ha. Mai mốt ba mẹ con lớn tuổi rồi, già yếu rồi, bây giờ xong sau này con đi làm con có thể giúp được ha. Rồi con đi lên xe, con nào lên xe. Bà này cả giỡn này. Rồi sao, có cảm ơn bác John với lại cô Tường cũng như là các cô chú ở thành phố Mobile, tiểu bang Alabama không? Dạ. Con gái nói lớn lên nè. Con gái rồi. Con cảm ơn chú John. Con cảm ơn chú John. Rồi cô Tường. Cô Tường. Rồi các cô chú ở tiểu bang Alabama. Các cô chú cảm ơn. Thôi nào, nhìn vô đây. Đây, thôi không có giỡn nè. Rồi. Cái này mở chữ đâu? Đây, để chú đang quay kìa. Con phải ngoan không, bác John nhìn thấy bác John buồn kìa. Nào, có hứa với bác John gì không? Nào. Con phải hứa với bác John đi này. Hứa như chị Hai vừa nãy chị Hai hứa kìa. Nào. Trời. Và con hứa gì? Em, con mẹ. Là có nghĩa là cũng như chị Hai là hứa học giỏi, ngoan rồi giữ em phụ mẹ đúng không? Hả? Con gái ngẩng mặt lên thế. Rồi khoanh tay lại cảm ơn bác John một lần nữa này. Khoanh tay lại chú xem nào. Rồi, cảm ơn bác John một lần nữa. Cảm ơn rất John. Rồi anh Vũ có chia sẻ đôi lời gì không? Dạ, này cũng cảm ơn anh John và chị Cát Tường và nhóm có quê hương của dân tộc của Alabama. Giờ em xin cảm ơn đã cho hai chiếc xe cho con đi học vậy. Vâng. Cảm ơn anh John nha, chị Cát Tường nha. Và cảm ơn. Vâng, thì thưa mọi người thì em cũng thay mặt vợ chồng của anh Vũ cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cũng như là hai bé đây đấy thì lúc nào cũng chỉ mong chờ cái chiếc xe đạp này. Tại vì hôm bữa em có nói rằng là cố gắng học giỏi đi để có gì mai mốt chú xuống chú mua cho cái xe. Đó, thì hôm nào cũng háo hức hết. Rồi hôm nay thì em cũng sắp xếp được thời gian thì em xuống đây để mua hai cái chiếc xe này cho hai bé. Thì cũng hy vọng là hả? Chú John ở nước ngoài ấy. Con phải học giỏi rồi mai mốt chú John về á, chú John sẽ có quà nhá. Năm sau là chú John mà có về Việt Nam, chú John xuống thăm tụi con, nên là phải học giỏi lên nhá. Thì đây cũng là những cái món quà để giúp cho hai bé có cái động lực học tập tốt hơn. Anh Vũ thì có hai người con này, hai người con gái đầu rồi, nhưng sau này thì với kế hoạch là sinh thêm ba bé nữa. Thì ba bé thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều hình ảnh rồi, nhưng mà hai bé này thì bữa giờ thì em cũng ít chia sẻ. Hôm nay thì mọi người nhìn rõ rồi đây. Đây là bé lớn này. Đó, đây là bé thứ hai. Còn một trong ba bé mà sinh ba đây, hai bé kia thì đang ngủ mất rồi. Em cũng tính bế bé ra để quay cho mọi người nhưng mà hai bé đang ngủ, có mỗi bé này là thức thôi. Rồi thì em cũng một lần nữa cảm ơn anh John, chị Tường cũng như là các anh chị ở nhóm Mạnh Thường Quân hướng về quê hương thành phố Mobile, tiểu bang Alabama. Hello. Mọi người thấy hai bé cưng không? Hai con đang bú sữa đấy. Nhẹ. Yeah. Hai con bú sữa đã. Kiếm kẹt.
Bên này là còn một bé nữa. Chân tay của con thì bé xíu à. Nhìn nhìn như cái ngón chân cái luôn đấy. Cái bụng của bé thì trướng lên. Nó bị trướng lên như thế này à, mọi người thấy không? À, thấy bụng đó. À, ba chị em nhưng mà bé út này là nhìn thấy tội nhất này. Hôm qua chú mua cho bạn học đấy, tối có học bài không? Không có tập đâu bạn. Ô, không có tập á? Cái tập của con đâu? Tập đi học bình thường này hàng ngày đâu? Con chưa biết. Hả? Con chưa biết. Ô. Dạ con để tập trong trường. Con để tập trong trường phim. À, để tập ở trường hả? À, để mai chú ghé chú mua cho mấy cuốn tập nhá. Ừ. Để tối tập viết nhá. Uống cái nước mát đi. Dạ được, cảm ơn. Nước mát. Để mai chú mua cho nha. Hả? Ừ, tập trẻ em tập viết gì? Nhưng mà bây giờ hát tặng chú với mọi người một bài đi rồi mai chú mua cho. Hát đi. Được không? Hát nó tặng ông bà cô chú một bài đi rồi mai chú mua sách cho. Nào 1 2 3. Rồi hết chưa? Hết rồi hả? À? À, thôi được rồi, hát hay á, để mai chú mua sách cho nhá. Thôi bị ọc sữa rồi. Này chắc uống nhiều quá. Đây để kêu mẹ con ra lau miệng ha. Giờ cái áp đi mày. Ọc sữa rồi. Giá rồi. Giờ hết đồ rồi. Ôi cái đầu nó còn ít. Bé này ít, bé này có nhiều này, có trâu. Vậy chứ có như vậy có chứ có đứa còn nằm cặp hính vậy. Vâng. Trong đây em làm cố định luôn. Vâng. Là đây em đào đó cho ảnh. Đúng rồi, làm cho nó vuông vắn luôn anh. Ừ thì vuông luôn đó. Ảnh kêu á làm cho thẳng hàng như là chứ hình vuông rồi đó. Tại vì hôm qua em cũng tính nói anh ấy là làm luôn một lần, làm rộng luôn. Dạ. Em cũng tính làm như này này. Dạ. Nhưng mà anh nói rằng là thôi anh ngăn trước cái bên vịt rồi dạ. Bên gà anh làm sau. Dạ. Nhưng mà thôi thì hôm nay anh em mình tính toán lại như này là ok rồi. Dạ. Là anh cứ làm như này cho em đi, làm dạ. Luôn một lần luôn. Dạ. Tại vì gà vịt đôi khi có thể nó ở chung với nhau được anh dạ, cứ làm dạ, chuồng dạ. Ở đây này. Đó. Dạ, dạ. Mình không cần phải tách ra như hôm qua dạ, anh dạ. Em mình tính là tính tách ra đúng không? Dạ. Thì đây dạ. mới mua ống về đây. À. Anh mới phát phát cái đây nè. Ở dạ. Cỏ ở đây rồi hả? Dạ. Phát đó. Vậy quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Đó, em dọn lên đây dạ. Chiều em chưa nhăn lứ được thì em cho nó khô em đốt. Vâng. Đấy mọi người ạ, chỗ này ấy là vịt nó có thể là xuống đây nó tắm nó lội rồi này mọi người. Không, anh Vũ anh ấy mới dọn cái chỗ này nhìn nó rộng hẳn anh Vũ ha. Dạ rộng lắm. Tại dọn đi cái nhìn rộng hẳn luôn á. Làm thôi chứ làm thì rộng lắm. Vâng. Đó, à, đây là cái ống này thì anh sẽ làm gì? Làm cái cột lại cho ảnh như vậy. Nhưng mà mình sẽ đổ xi măng vào đây à? Đổ chân trước. Rồi à, cái này nắng nó có giòn nó gãy không? Không, này không có giòn. Tại vì nó có bê tông trong á. À rồi hiểu. Làm cái cột dưới đây phải không? Là anh tới đó. Dạ. Đó, tới cái bê tông đó. Vâng. Là anh quành ra qua nó. Dài ra. Đúng rồi, anh Vũ anh phát cái này xong nhìn nó rộng mà mình nhìn cảm giác nó sạch sẽ hơn anh dạ. Vũ ha. Để chỗ này mai chỗ mai này anh Vũ làm nốt luôn anh Vũ. Làm nốt đó, em kéo cái đó đắt vô đây. Vâng. Là cho nó sâu cái như cái ở bên đây. Dạ. Nó tới đó. Vâng. Cho giữ nước cái nước da vô nó giữ lại cho dịch nó uống nước. Dạ.
Vâng, dạ. anh cũng làm y chang như thế này cho em. Dạ dạ, anh là em quá đẹp làm đó. Vâng. Dạ. Đó thì mọi người ạ, à, ngày hôm qua đấy thì em cũng có chia sẻ một đoạn clip ngắn là anh Vũ anh ấy làm cái chùm vịt đấy, à, nhưng mà nói chung là cũng chưa được ưng cho lắm thì ngày hôm nay quyết định là làm lại, trang lại để có cái diện tích nó rộng hơn đấy. Dạ. Để có thể là nuôi được nhiều hơn, mình dạ. làm luôn một lần tại vì mai mốt mà lại làm thêm nối thêm ấy nó mất thời gian. Mất thời gian. Dạ. Đó, anh cứ dạ. là hốt hết chỗ này giùm em phát. Dạ. Là thì đẹp luôn. Đây là hốt tới đó, tới dạ. cây cẩm đó. Dạ. Thì em xúc động lắm, em tưởng cái chuyện gì nữa rồi chứ. Đấy hả? Nói cái chuyện quan trọng đó, em nói cái có chuyện gì nữa. Vừa nãy em xin chia sẻ với mọi người một chút là vừa nãy khi mà trước khi mà em trò chuyện với anh Vũ với vợ của anh ấy là em có nói rằng là hôm nay có một cái chuyện rất là quan trọng và khi mà nghe xong chắc chắn là anh chị sẽ rất là sốc. Đó, thì em thấy mặt anh Vũ tự nhiên buồn hiu à. Đó, buồn hiu luôn. Dạ. Chắc là anh cũng nghĩ là có một cái chuyện gì đó buồn đúng không? Dạ. Đó, thì em cũng xin lỗi mọi người, thật ra thì em cũng muốn tạo một cái gì đó nó bất ngờ ấy. Dạ dạ. Đó, mà không ngờ anh Vũ anh lại hồi hộp. Hồi hộp. Hôm nay Thắng lại quay trở lại đây gặp vợ chồng của anh Vũ, chị Hằng. Đó, thì có một câu chuyện khá là quan trọng. Và khi mà nghe được câu chuyện này em nghĩ rằng là vợ chồng của anh sẽ rất là sốc. Thì để câu chuyện gì thì mọi người cứ nghe nhé. Một chút nữa thì em sẽ gọi anh chị với lại hai bé còn lại ra để trò chuyện. Tại vì anh nói cái câu đó mình tưởng đâu cái chuyện gì nó xảy ra, cái chuyện vấn đề cái kia nữa, em cũng sợ nữa. Dạ. Chứ mà em đã xúc động lắm. Dạ. Có số tiền đó lo được cho con cái rồi. Vâng. Nó để cho con nó khám bệnh, nó chữa bệnh, em để dành nó để vô thẻ cho con em. Dạ. Đó đi khám đó, nay khám bao nhiêu là lấy đó bao nhiêu rồi đó để hờ cho con có tiền mua sữa. Dạ. Đó còn em thì mặn ra ngoài riêng mà em có cái vương góp nó thì em lo cho cuộc sống ăn uống đó cho con cái đi học đồ. Em nhìn thấy là anh rất là thương các con mình thì chắc đó. Chắn là anh sẽ dành dụm và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các con. Dạ. Rồi nên là em nghĩ là anh cũng đủ cái sự tính toán của mình mà đúng. Dạ, không dạ. Không thể nào tiêu xài lung tung rồi. Dạ. Vâng, thì tại vì người ta cũng thương các bé, thật sự luôn là các cô chú thương. Đấy, các bé vô cùng. Em mày không ngờ là bên mấy người tài trợ nó đã trao em trong số tiền này, em quá em vui mừng lắm. Vâng. Bất ngờ đúng không? Bất ngờ. Thật sự hôm nay là bất ngờ đúng không? Bất ngờ, sốc đúng không? Sốc nặng với em luôn. Vâng. Từ đó giờ không ai như có ai mà giúp đỡ mình 50 triệu là mình quý. Dạ. Lắm luôn. Trong cuộc đời thiệt. Tại vì vâng. Tính em mà tự lập rồi đó giờ vâng. Tới gia đình. Dạ. Thế thôi, nói chung là quá vui rồi anh Vũ. Vâng, vâng. Thôi anh em mình vô trong đi. Dạ dạ.